Cổ động viên toàn thế giới tố Tây Ban Nha cố tình để thua để loại Đức, Nhật hưởng lợi bất ngờ. Nhật Bản có chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha để giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Đức cũng đã thắng 4-2 trước Costa Rica nhưng bị loại đầy đau đớn khỏi World Cup 2022. Bước vào trận đấu với Nhật Bản, Tây Ban Nha đã áp đảo hoàn toàn thế trận. Lối chơi kiểm soát bóng đã giúp cho Tây Ban Nha áp đặt hoàn toàn lên đại diện của châu Á. Phút thứ 8, Busquets đã có pha mất bóng ở khu vực giữa sân đầy nguy hiểm. Nhật Bản ngay lập tức phản công, tiếc là cú sút cuối cùng của Ito thì lại đưa bóng đi ra ngoài. Đáp trả lại tình huống tấn công của Nhật Bản, phút thứ 10, Olmo đã có pha treo bóng vào vòng cấm, nhưng cú đánh đầu của Morata thì lại đi trúng vào thủ thành Konda. Sau pha bỏ lỡ, phút thứ 12, Tây Ban Nha đã có bàn mở tỷ số. Phút thứ 12, Aspilicueta đã có pha treo bóng vào vòng cấm, Morata đã không bỏ lỡ cơ hội bật cao đánh đầu, mở tỷ số cho trận đấu. Những phút tiếp theo, Tây Ban Nha đã duy trì được một thế trận có lợi cho mình. Trong khi đó, Nhật Bản vẫn đang cố gắng để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút thứ 35, thủ thành Simon đã có pha xử lý lỗi. Rất may cho Tây Ban Nha là cầu thủ Nhật Bản đã không tận dụng thành công. Dù rất cố gắng để tạo ra cơ hội tấn công nhưng Nhật Bản vẫn chưa thể xuyên thủng hàng thủ thi đấu kỷ luật của Tây Ban Nha. Kết thúc hiệp 1, Tây Ban Nha tạm dẫn trước 1-0. Bước sang hiệp 2 thi đấu, phút thứ 48, Nhật Bản đã có bàn gỡ hòa 1-1 từ một pha mất bóng ở khu vực vòng cấm của Tây Ban Nha. Rizwan đã cướp bóng dứt điểm thành bàn và giúp Nhật Bản cơ hòa. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tây Ban Nha lại nhận bàn thua phút thứ 2, phút thứ 53. Tanaka đã đưa bóng vào lưới sau khi tham khảo VAR. Trọng tài đã công nhận bàn thắng của Nhật Bản và từ đội bị dẫn bàn chuyển sang đội dẫn bàn trong ít phút. Tây Ban Nha kiểm soát bóng 79% nhưng không thể có bàn thắng gỡ hòa. Nhật Bản đã chưa phòng ngự phản công và gây ra được nhiều khó khăn cho hàng công của Tây Ban Nha. Phút thứ 83, Nhật Bản được hưởng một quả đá phạt ngoài vòng cấm. Itakura đã bật cao đánh đầu nhưng lại không trúng về tấm bóng, vì vậy không thể đánh bại thủ thành Simon. Phút thứ 89, Tây Ban Nha đã có một tình huống phản công nguy hiểm, nhưng Yoshida và thủ thành Goda đã xuất sắc cản phá, giúp cho Nhật Bản bảo toàn lợi thế. Những phút cuối của hiệp 2, Tây Ban Nha đang tấn công liên tục nhưng vẫn không có thể có một bàn gỡ hòa và đành chấp nhận thua Nhật Bản với tỷ số 1-2. Với kết quả này, Nhật Bản chính thức đi tiếp với vị trí nhất bảng E. Ở bảng đấu cùng giờ thì hàng thủ của Đức cũng đã có sự chệch choạc nhưng Đức vẫn đã có chiến thắng 4-2 trước Costa Rica. Đức đã có thời điểm thua ngược 1-2 Costa Rica. Đến phút thứ 70, họ đã có sự nỗ lực tối cùng và ghi 3 điểm, vừa đủ điều kiện để thắng Costa Rica, hai bàn cách biệt. Điều kiện đủ là chỉ cần Tây Ban Nha không thua Nhật Bản thì Đức sẽ đi tiếp, nhưng Tây Ban Nha đã gián tiếp đẩy người Đức về nước sớm vì thua Nhật Bản. Nhật Bản đã bất ngờ đứng đầu bảng E của World Cup 2022 với 6 điểm trước cả hai ông lớn Tây Ban Nha và Đức. Đội tuyển Đức vẫn bị loại vì đứng thứ 3 với 4 điểm. Cùng với điểm số đó, Tây Ban Nha đã thua về hiệu số. Ở vòng 1/8 World Cup 2022, Tây Ban Nha sẽ gặp Morocco, còn Nhật Bản sẽ đối đầu với Croatia. Với trận thua Nhật Bản, Tây Ban Nha sẽ tránh được Brazil, Argentina cho trận đấu chung kết và chỉ phải đối mặt với Morocco thay vì Croatia ở vòng 16 đội, đồng thời loại luôn đối thủ là Đức khỏi World Cup. Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo Nhật Bản nhưng lại cho thấy sự rời rạc khó tin đến gần khung thành, đặc biệt là ở hiệp 2. Đây có lẽ là một kế hoạch, một tài khoản đã bình luận. Luis Enrique đã đi lại với lời hứa gặp Đức ở chung kết, một trận thua được nhiều hơn mất của Tây Ban Nha. Người dùng Michael đã nhận xét, bên cạnh đó các cổ động viên trên toàn thế giới cũng đã lên tiếng đòi công bằng khi mà trọng tài đã công nhận bàn thắng ma của Nhật Bản. Cụ thể bàn thắng thứ 2 của đội tuyển Nhật, dường như bóng đã đi hết đường biên ngang, tỷ số lúc đó là 1-1. Lúc này Nhật Bản chỉ có được 4 điểm với hiệu số thắng bại là 0 và Đức sẽ đứng trên với hiệu số thắng bại tốt hơn. Đáng tiếc điều này đã không xảy ra, trọng tài chính cũng đã công nhận bàn thắng sau một hồi tham khảo VAR. Dĩ nhiên, Đức sẽ không thuyết phục quyết định này và nó sẽ có thể trở thành một tình huống gây tranh cãi trong nhiều ngày tới. Ở lượt trận cuối, rõ ràng Tây Ban Nha đang có cơ sở để tính toán đối thủ cho vòng 1/8 cũng như là tứ kết, đứng thứ 2 tại bảng đấu của mình. Tây Ban Nha có thể tránh được việc gặp đối thủ nặng ký là Brazil tại vòng tứ kết. Bởi vì tại vòng 1/8, đội nhất bảng E sẽ đối đầu với đội nhì bảng F là Croatia và sau đó ở tứ kết sẽ phải chạm trán với đội nhì bảng H hoặc là đội nhất bảng G. Về vấn đề này, vị huấn luyện viên Luis Enrique đã khẳng định mình cùng với các học trò sẽ không đánh cược để có thể đánh Brazil tại tứ kết, bởi vì điều này có thể khiến họ bị loại sớm khỏi World Cup.
Chúng tôi đã suy nghĩ về điều đó, nhưng hãy tưởng tượng nếu Tây Ban Nha muốn cán đích vòng bảng với vị trí thứ hai thì chúng tôi cần phải hòa Nhật Bản trong khi tới 90 phút và tỷ số đang là 0-0 ở cả hai cặp đấu. Nhưng sau đó Nhật Bản lẫn Costa Rica đều ghi bàn và chúng tôi sẽ bị loại. Nếu đánh bạc, chúng tôi có thể bị loại. Hãy tưởng tượng Đức dẫn trước 5-0 và chúng tôi đang cố gắng câm hòa Nhật Bản nhưng bất ngờ bị thủng lưới rồi thua trong những phút cuối thì chúng tôi vẫn bị loại. Khi bạn tin tưởng rằng mình đã có một đội bóng xuất sắc và bạn muốn thi đấu 7 trận để giành chiến thắng trong trận chung kết thì đó không phải là việc tính toán về nhỉ lúc này. Chúng tôi muốn cán đích ở vị trí nhất bảng, nếu chúng tôi đấu với Brazil ở tứ kết thì thật tuyệt. Tôi sẽ không đếm gà trước khi trứng nở, vị huấn luyện viên này khẳng định. Cuối cùng, việc thứ hai tại bảng đấu sau trận thua kỳ lạ trước Nhật Bản đã giúp cho Tây Ban Nha loại Đức một cách dễ dàng hơn. Trận thua của Tây Ban Nha sẽ còn là một đề tài được bàn tán trong nhiều ngày qua, nhưng thật khó để bắt bẻ Tây Ban Nha bởi họ đã nỗ lực vẫn cố gắng, nhưng chỉ là cố gắng ở vòng ngoài các hàng phòng ngự dày đặc của Nhật Bản. Nói Tây Ban Nha tự thua là xúc phạm với những nỗ lực và tinh thần chiến đấu không mệt mỏi của chàng trai Samurai Xanh, nhưng bảo rằng họ thích vị trí nhì bảng với giới chuyên môn thì cũng chẳng ai phủ nhận. Trong khi đó, với người Đức, ngoài việc tự trách mình thì họ vẫn giữ trong lòng một nỗi hận Tây Ban Nha, giống như là một mối thù này đã gián tiếp loại mình để tránh hiểm họa về sau nơi đội bóng nhiều lần vô địch. Nơi Nhật Bản thì đây sẽ là một kỳ World Cup lịch sử bóng đá của nước họ khi mà đã đánh bại được Đức, Tây Ban Nha. Đó thật sự là một cơn địa chấn đến từ phương Đông làm vẻ vang cho châu Á. Sau trận đấu, báo giới Nhật Bản đã tràn ngập những thông tin về kỳ tích của đội nhà khi mà họ lần lượt đánh bại hai cường quốc bóng đá lớn. Chúng ta đã thắng. Morisasu và Nhật Bản đã đánh bại cường quốc Tây Ban Nha và tiến thẳng vào vòng 1/8. Tờ Nikkei Sport đã viết. Trong khi đó, tờ Sport Nippon đã biết. Với 2 trận thắng và 1 trận thua, họ có 6 điểm, đẩy cường quốc Tây Ban Nha và Đức xuống để lên ngôi đầu bảng E. Đây là một đội châu Á tiến vào vòng 1/8 ở hai kỳ World Cup liên tiếp. Một số tờ báo khác cho biết, đội bóng của vị huấn luyện viên Morisasu đã làm nên kỳ tích ở hai cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc trước các ông lớn. Nhật Bản hiện đang đứng thứ 24 thế giới, trong khi Tây Ban Nha và Đức lượt vị trí thứ 7 và 11. Đây là lần thứ tư đội tuyển Nhật Bản góp mặt vào vòng 1/8 sau World Cup 2002, 2010, 2018 và kỳ giải năm nay. Vượt qua Tây Ban Nha cũng là trận thắng thứ 7 của Nhật Bản tại vòng chung kết World Cup trong 7 lần tham dự, vượt qua Hàn Quốc để trở thành đội châu Á có nhiều trận thắng nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Vòng 1/8, đội tuyển Nhật Bản sẽ gặp đương kim Á quân Croatia vào ngày 5 tháng 12, còn Tây Ban Nha sẽ gặp Maroc vào ngày 6 tháng 12.